đang chạy trên đại lộ Hòa Bình của Cần Thơ nha mọi người. Hiện nay Cần Thơ áp dụng chỉ thị 15 nhưng mà mọi người thấy là đây ra đường đó. Hơn chiều ngày 6 tháng 10 trên đại lộ Hòa Bình của thành phố Cần Thơ, người ta đi ra đường rất là đông. Nhìn thấy trước mặt là tòa nhà của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ha. Đây, dòng xây trước Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Mọi người thấy xe đi rất đông. Đây, mình sắp lên đầu đường Nguyễn Trãi nha mọi người. Đèn xanh đèn đỏ ngay đầu đường Nguyễn Trãi. Một đường hướng là lên cầu Ninh Kiều và một hướng là lên Nguyễn Trãi nha. Thấy xe đậu rất là đông đằng trước. Xe đằng trước rất là đông. Ngày hôm qua là có hơn 40 ca F0 và cũng có hơn 600 người lao động từ các tỉnh miền Đông về. Đang chỉ thị 15 nhưng vẫn rất ồn ào. Bây giờ mình vô làm việc đây, chào mọi người nha.